À, kính chào quý vị quay trở lại kênh Bất Động Sản Quýt Riêu. À, kính thưa quý vị, là không riêng gì những nhà đầu tư tìm kiếm những thông tin về bất động sản để đầu tư, mà những người môi giới chân chính thì cũng rất là bức xúc với cái nạn mà tin giả tràn lan trên các mạng xã hội cũng như các trang rau vặt. Thì để Tuấn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Vừa rồi có một người anh đưa một cái tin đăng ở trên cái trang bất động sản.com cho Tuấn, thì nói là em kiểm tra dùm xong thấy cái miếng đất này nó giá nó rất là tốt, thì đưa qua cho mình. Thì mình kiểm tra thì cái vị trí đất đó thì nó nằm ở trên đường Hoàng Hữu Nam, mặt tiền luôn, nhưng mà cái người rao bán thì người ta nói là 100 mét, nhưng mà có 1,6 tỷ thôi, thì có nghĩa là chỉ có 16 triệu một mét đất ở đường Hoàng Hữu Nam quận 9, gần cái khu vực mà cái khu bến xe miền Đông mới đó quý vị. Nhưng mà thực tế là đất ở đó là nó phải hơn 100 triệu một mét. Nếu một cái thửa đất như vậy mà thổ cư mà mặt tiền ở đó thì nó phải là cả 10 tỷ. Chứ không phải là nó chỉ có 1 tỷ 6 như vậy. Thì mình thấy cái thông tin như vậy thì mình thấy là cái giá này nó không đúng. Thì mình cũng gọi thử. Thì cái bạn mà đăng tin đó, bạn nói là đúng là cái đất của bên công ty em bán. Mình hỏi có chắc giá như vậy không, bạn gửi định vị qua cho mình xem. Bạn cũng gửi cái định vị qua. Sau đó thì mình nói là bây giờ mình muốn xem cái đất đó như thế nào. Thì bạn nói là hôm nay thì bên em là không có người trực ở đó, tại vì cái khu đất này là bên em mở bán lần đầu, cho nên là anh chị chờ em ngày Chủ nhật này á, thì mời anh chị tới Võ Văn Tần văn phòng em, rồi em mời mời các anh chị đi đến để xem đất một lần luôn. Thì mình nói thật ra là anh ở quận 9 đây thì anh tới thôi chứ cần gì đến văn phòng em. Thì bạn cứ nói là anh mời anh đến đây đi, rồi ngày đó bên em mới mở bán lần đầu thì cái giá này là tốt nhất ưu đãi trong ngày đó. Thực sự là quý vị biết là bây giờ một số công ty á, họ có cái chiêu rất là lạ đời, có nghĩa là họ cho những nhân viên môi giới đăng những cái tin ảo giá chỉ tầm 1 tỷ 2 tỷ một cái nền như vậy. Rồi sau đó khách hàng liên lạc thì họ lấy cái số khách hàng, họ mời đến công ty họ, họ hẹn vào một ngày thứ bảy Chủ nhật, đưa lên mẫu xe 50 chỗ, họ chở lòng vòng. Người ta muốn mua đất ở quận 9, người ta kia xong họ lại chở lòng vòng ra tới Bình Phước, xuống Cẩm Mỹ, vân vân, Trảng Bơm, và người ta giới thiệu những miếng đất đó nó 1 tỷ mấy như vậy. Mà họ có những chiêu trò, ví dụ trên một xe 50 chỗ đó thì thực tế là có ví dụ như 15 khách hàng. Mà đa số những cái khách hàng mà họ mời đến công ty để đưa đi như vậy á, là đa số nói thật ra với quý vị là họ không có nhiều kinh nghiệm đầu tư bất động sản. Cho nên họ có những lần đầu như vậy thì họ mới bị công ty đó lừa để đến công ty để đi. Mà trong một cái xe như vậy 50 chỗ ngồi đó thì có thể 40 khách hàng. Nhưng thực tế trong đó là 20 người là giả khách hàng rồi, chỉ có khoảng 15 là người thật sự khách hàng thôi. Thì khi lên xe rồi các môi giới ở đó, người ta đưa ra cái bản vẽ dự án, người ta thuyết trình ABCD. Người ta nói là cái dự án mà vừa rồi ở bên quận 9 đó thì do trục trặc thì bên em chưa mở bán, em sẽ giới thiệu anh chị một cái dự án khác cũng rất là tiềm năng. Họ đưa ra cái bản đồ vân vân, rồi họ nói, rồi xong rồi những người mà giả khách hàng đó, họ đặt câu hỏi, họ quan tâm. Rồi bắt đầu người ta nói chốt lô này cho chị, chốt lô kia cho chị, đặt cọc xuống tiền. Nó làm một cái hiệu ứng, những cái nhà đầu tư mà thực sự họ cũng nôn nóng, nhiều lúc người ta muốn mua. Và khi cái xe nó chạy dẫn tiếp xuống, ví dụ như Bình Phước, cho vào xem những miếng đất đó. Rồi bắt đầu là những người giả khách hàng đó, người ta chốt, người ta cọc, người ta lấy tiền người ta đưa luôn. Thực tế là những chiêu trò của công ty đó, họ làm cò mồi để mà lừa những khách hàng cái xuống tiền. Rồi khi mà những một số khách hàng nôn nóng thấy như vậy, sức hút ở cái chỗ này, có những người thật sự đặt cọc thì ta đặt cọc ta mua, còn những người khác không mua thì trên chuyến xe mà trở lại Thành phố Hồ Chí Minh á, người ta, những người môi giới đó, người ta không coi những cái khách hàng mà không mua ra gì hết, người ta không quan tâm, người ta không hỏi han nữa. Thì bây giờ nó có một cái vấn nạn là nhiều lúc khi mà quý vị tìm thông tin bất động sản trên những cái trang rau vặt á, 80%, thực ra tôi nói 80% thông tin là thông tin giả, thông tin ảo, không có thật. Quý vị sẽ thấy nhan nhản những thông tin như là cô Ba bán biệt thự quận 2, 200 m², giá 3 tỷ 2. Thì làm gì có một cái biệt thự nào ở quận 2 mà giá bây giờ có mười mấy triệu một mét.
Nhưng mà người ta đăng như vậy, khi mà quý vị thấy cái giá này rất là rẻ, quý vị gọi điện cho người môi giới đó, người đăng tin đó, thì họ họ nói thưa anh chị thì cái miếng này mới bán rồi, em sẽ có cái miếng khác giới thiệu cho anh chị, hoặc là ABCD đó. Mục đích cuối cùng là gì? Họ lấy cái contact của quý vị và họ biết là chúng ta đang có nhu cầu mua một cái miếng đất là 3 tỷ mấy. Sau đó người ta đổi số điện thoại khác, người ta lại chào cho mình những miếng đất 3 tỷ mấy ở đâu đó, ví dụ như là ở Long An, Bình Chánh, vân vân. Chứ thực sự là cái miếng đất họ đang là ảo. Cho nên là cái thông tin mà minh bạch, đây là một cái vấn đề mà rất là nhức nhối của thị trường bất động sản. Và vừa rồi thì các cơ quan nhà nước cũng muốn là một cái động tác là giống như là siết lại cái hoạt động môi giới này. Tất nhiên là cái công tác siết này rất là khó, tại vì nó phụ thuộc vào cái sự trung thực của những người môi giới nữa. Thì Tuấn cũng có một câu chuyện vui cũng kể cho quý vị nghe, là vừa rồi mới đây thôi, cách đây mấy ngày, khi mà Tuấn đi xuống Cần Giuộc thì có một cái người chị cũng đi theo, cũng xem một số cái thửa đất bên Tuấn đang bán. Thì chỉ nói là anh xem giùm mình cái miếng đất này, cái nhà này nó rất là rẻ, ngay trung tâm Cần Giuộc luôn, bán có 750 mà chiều ngang là 7 mét, vô là 15 mét, là như vậy là nó gần 100 mét, xây một trệt một lầu, trung tâm thị trấn, giá 750. Thì mình khá là bất ngờ, mình nói thật ra cái khu vực này nó không có một cái nhà nào với cái giá này cả. Tại vì ở trung tâm thị trấn Cần Giuộc, như quý vị biết á, hiện nay thổ cư xây nhà được thì giá nó là 20 mấy triệu rồi, nó ngay trung tâm gần khu công nghiệp. Thì bà mình nói là chị gọi lại cho cái bạn môi giới đó có chắc chắn không để mình đi xem, tại vì từ thành phố Hồ Chí Minh xuống nó cũng mất 10 mấy cây, đúng không? Thì bạn nó hứa chắc chắn giá đó, ok, vị trí đó trung tâm luôn, xe ô tô vào đến nơi. Thì mình nói chị cứ hẹn đi, mình sẽ đến đó mình xem. Thì hẹn, sau đó thì bạn đó tới điểm hẹn thì bạn đó là không ra, nhưng bạn đó nói là có một người đồng nghiệp của bạn ra đón. Thì sau đó bạn đồng nghiệp ra đón dẫn lại một cái khu cũng thấy là khá là khang trang, cũng rất là đẹp, đường ô tô vào, nhà thì cũng giống như mô tả. Thì hỏi là giá như thế nào, thì bạn nói anh chị cứ xem đi, xem thích nhà đi. Thì xem xong thì hỏi giá thì bạn đó nói là 2 tỷ rưỡi. Tất cả mọi người rất là khó chịu với cái thông tin này. Tại sao mà bên em đăng là nói 750 mà bây giờ giá là 2 tỷ rưỡi? Thì bạn đó mê là làm như ra vẻ là bất ngờ, nói ủa sao kỳ vậy, cái bạn môi giới này kỳ vậy, em là chủ nhà đây, bên công ty em đầu tư một loạt nhà đây, giá 2 tỷ rưỡi, nhưng mà không hiểu sao bạn đã chào chị là 750. Nhưng mà thực tế quý vị biết không, tất cả cái bạn môi giới và cái bạn dẫn đi xem nhà đó là một thôi. Họ có thể là cho mình xem cái nhà đó, ví dụ như cảm xúc mình lên có thể là mình sẽ mua với giá đó, nhưng mà thực ra rất là khó. Cái nhu cầu từ 750 mà lên tới 2 tỷ rưỡi thì nó rất là khó, không thể mua được. Nhưng mà mục đích cuối cùng của họ là gì? Họ kiếm được, biết được quý vị có nhu cầu mua một cái bất động sản với giá 750 tới 1 tỷ gì đó, rồi họ sẽ lấy một số điện thoại khác, họ liên tục nhắn tin gọi điện chào những cái thửa đất. Tất nhiên là nó xa hơn, không thể nào có một cái giá đó ở ngay cái vị trí đó. Cho nên là một trong những vấn nạn tin giả về bất động sản hoặc là những tin giả khác, nó gây khó khăn rất nhiều cho các nhà đầu tư. Tại vì mình, nếu mà mình sâu sát thị trường thì mình sẽ có thông tin đúng, mình không sâu sát thì tin giả tin thật nó làm cho mình khó quyết định. Ví dụ tin thật thì cái thửa đất đó nó phải là 3 tỷ nhưng mà tin giả nó chỉ có 1 tỷ rưỡi thôi, thì làm cho quý vị rất là phân vân, phân vân rất là nhiều. Tại sao có giá trên là vậy, sao mà đầu tư được? Cho nên cái việc mà đầu tư đất nền này kia nó phải cần quý vị phải có thời gian, quý vị phải đi lùng sục nhiều, hoặc là quý vị phải có những người môi giới họ rất là trung thực, họ đưa thông tin đúng và quý vị sẽ dễ dàng quyết định. Chứ bây giờ nếu mà quý vị lùng sục trên mạng thì thực sự thông tin đó nó cũng là một nguồn thông tin nhưng mà chúng ta tham khảo, và tất nhiên không ai bán cho chúng ta một cái sản phẩm mà giá rất là hời. Một cái sản phẩm gì đó cái giá rất là hời thì nó phải có một vấn đề đó gì đó, hoặc là vấn đề pháp lý của miếng đất này như thế nào, nó đang tranh chấp, nó bị dính quy hoạch này kia. Những cái thửa đất mà có những giá mà mình thấy cực kỳ là bất ngờ thì chúng ta phải kiểm tra kỹ thông tin ở đó, nó có vấn đề gì không. Pháp lý về bất động sản rất là quan trọng. Khi mà quý vị mua một miếng đất mà cái pháp lý nó không đảm bảo thì
mình bán không được, hoặc là giá nó còn tuột nữa, nó dính quy hoạch, nó dính này kia, dính về làm đường giao thông vân vân, thì đó là rất là kẹt. Cho nên á, ai cũng biết là đầu tư phân khúc đất nền á, thì nó đem lại một lợi nhuận tốt. Tuy nhiên là khi dấn thân vào phân khúc này thì quý vị phải bỏ thời gian công sức đi lại. Nhiều lúc mình đi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng mình mới tìm được một thửa đất ngon. Chứ không phải là hiện nay Long Thành đang nóng sốt, cơ sở hạ tầng chính phủ đang đổ về đó để làm, thì tất cả các thửa đất ở đó đều đầu tư được. Trong mỗi khu vực nào đó nó cũng có những thửa đất đang giá rất tốt và những thửa đất giá đã cao rồi không đầu tư được. Cái việc của các nhà đầu tư mình là mình chọn lựa được những thửa đất đó. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi những thông tin bên lề của Bitrio. Thì anh chị đăng ký kênh để Tuấn cùng đồng hành với anh chị trong những thông tin khác về thị trường bất động sản. Xin cảm ơn.